Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dương Vlog, kênh tôi chính thức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao Bác sĩ Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về cái dạng bệnh lý người ta gọi là cái paraphimosis các bạn. Cái này thì nó là cái dạng mà không có khả năng rút dương vật trở lại hoàn toàn vào trong cái túi bao quy đầu. Thì cái dạng này cũng có tỷ lệ xảy ra rất là cao đối với những cái con chó hay là những cái con bò chẳng hạn. Các bạn lưu ý nha. Và nó thường xảy ra sau khi cái dương vật cương cứng và có thể là do cái chấn thương trong cái quá trình mà nó giao hợp hoặc là các bạn lấy tinh nó chẳng hạn, nó sẽ gặp tình trạng này. Thì cả hai cái yếu tố mắc phải và bẩm sinh đó bạn, nó là những cái nguyên nhân gây ra cái dạng bệnh lý này. Và đầu tiên chúng ta sẽ đi phân tích về các cái yếu tố mắc phải, tức là những cái dạng bệnh lý có thể là do chấn thương nè, do nhiễm trùng nè, hay là do cương cứng dương vật, hoặc là tụ máu dương vật, hoặc là các dạng khối u dị vật chẳng hạn, hoặc là các cái dạng mà khi các bạn cho nó phối quá mức á, thì nó cũng sẽ gặp cái tình trạng này. Và các cái nguyên nhân bẩm sinh đó bạn, bao gồm như là nó hẹp cái lỗ bao quy đầu nè, làm cho bao quy đầu bất thường nè, hoặc là cái tình trạng co thắt dương vật phía sau cái quy đầu, hoặc là tình trạng sưng tấy quy đầu khiến cho cái dương vật không thể co rút trở lại qua cái lỗ bao quy đầu, thì nó sẽ gặp cái tình trạng này. Và lưu ý nhé. Và trên chó mèo chúng ta cũng gặp rất là nhiều. Như là ở đây tôi sẽ phân tích cho bạn cái bài ở trên con bò. Nhưng chúng ta cũng sẽ gặp cái tình trạng này. Trên chó mèo chúng ta cũng có thể áp dụng cái biện pháp này được. Và lưu ý nhé. Và đối với cái tình trạng paraphimosis mà do cái hoạt động tình dục của nó quá mức á, thì thường các bạn thấy ở những cái con chó đực mới trưởng thành, hoặc là những cái con bò đực mới trưởng thành, các bạn thấy nó hoạt động tình dục quá nhiều, nên sẽ gặp tình trạng này. Và các bạn chú ý về những cái lịch sử như là quan sát trong cái ca bệnh này á, tức là cái con bò đực các bạn, đây là dạng bò đực lai nhé các bạn, nó được 1 năm tuổi, với cái tiền sử bệnh của nó là nó gặp cái tình trạng vô niệu, biếng ăn và cái dương vật nó lòi ra bên ngoài, tương đối là dài, các bạn nhìn trong hình ảnh đó, nó gặp tình trạng này. Và theo như cái người chủ của nó đó, thì cái con bò đực này nó đã cố gắng đè lên một cái con bò cái nó đang động dục nhiều lần vào 2 ngày trước khi mà nó gặp cái tình trạng này. Rồi lưu ý nhé, thì cái con bò này chúng tôi khống chế nó nằm nghiêng xuống để chúng ta khám và điều trị cho nó dễ. Và khi mà khám lâm sàng á, thì chúng tôi nhận thấy là cái bao quy đầu dương vật của nó bạn, nó bị phù bạn, và nó dính đầy các cái dạng chất bẩn cũng như là phân ở trong đó. Thì trên hình các bạn thấy bao quy đầu nó rất là dơ. Và cái bao quy đầu thì nó không có phẳng đâu các bạn, mà nó bị lộn ngược ở cái phần đầu nó. Và cái màng ngoài bao quy đầu nó nhợt nhạt và khô, tức là hiện tượng này là không, nó thiếu máu rồi. Và lưu ý nhé, hiện tượng này là thiếu máu. Và các cái phần nhiệt độ hô hấp hay là nhịp tim của con bò đều nằm trong cái phạm vi bình thường hết. Và để mà điều trị cái dạng bệnh lý này á, thì ban đầu á, là chúng tôi quyết định là chúng ta phải cắt cái lông của khu vực quy đầu ra. Để ở những khu vực mà có những cái lông chỉ chẻ ra bên ngoài này, ta cắt hết đi, cắt bỏ đi. Và sau đó các bạn chú ý là chúng ta rửa sạch cái dương vật của nó. Thường thì các bạn dùng cái dạng thuốc tím cũng được các bạn. Thuốc tím cái khoảng 1/1000 á, chúng ta rửa đó để chúng ta loại bỏ cái chất bẩn hay là phân bụi ở cái khu vực vùng dương vật của nó. Điển hình các bạn thấy á, đây là chúng tôi đang xử lý cái khu vực vùng dương vật của nó. Và cái túi bao quy đầu á, chúng ta cũng rửa cho thật kỹ nhé các bạn. Các bạn thử dùng các cái dạng thuốc mỡ kháng sinh ngoài thị trường ta bán rất là nhiều á, bạn dùng cái dạng thuốc mỡ đó, chúng ta bôi lên cái khu vực quy đầu dương vật của nó để chúng ta chống phụ nhiễm. Các bạn lưu ý nhé, chúng ta bôi luôn cả bên trong của túi bao quy đầu luôn nhé các bạn. Thì đây là cái hình ảnh này, ta dùng thuốc mỡ đó mà bôi lên khu vực dương vật, bôi khu vực vùng da quy đầu của nó luôn để đảm bảo là nó không bị phụ nhiễm. Vì cái trường hợp này thì nó đã bị bấy nhiễm rất là nhiều rồi, ví dụ như là phân hay là nước tiểu các bạn. Thì cái dương vật và cái bao quy đầu rồi sau đó chúng ta tuột nhẹ nhàng vô, các bạn lưu ý nhé, chúng ta tuột lại vô trong cái khoang bao quy đầu của nó. Và tiếp theo là chúng ta tiêm các cái dạng thuốc
Ở đây kháng sinh đó thì chúng ta có thể dùng cái Enro cũng được các bạn. Enro là rất là cổ điển, ta dùng cái đèn Enro á, thì chúng ta tiêm cho nó để chúng ta ngăn cái dạng nhiễm trùng thứ phát. Và các bạn có thể dùng các cái dạng thuốc giảm đau hay là giảm sưng viêm cho nó ở cái quy đầu dương vật á. Thì thông thường các bạn, đây tôi dùng cái Meloxicam nhé các bạn, dùng cái loại đó trên con bò nó sẽ tốt. Thì các bạn dùng cái Enro á là cỡ khoảng 6 ngày. Còn đối với cái tình trạng mà chúng ta giảm đau hay là giảm sưng cho nó, là chúng ta dùng cái khoảng 3 ngày. Và để hỗ trợ á, thì các bạn dùng thêm cái hoạt chất có cái tên là Serapeptida. Và dùng cái hoạt chất này, chúng ta có thể dùng bằng đường uống cho nó nhé các bạn. Ta dùng 3 ngày để chúng ta kết hợp với Meloxicam giảm đau và giảm sưng cho nó rất là hiệu quả. Và sau quá trình điều trị này á, thì con vật nó đã hồi phục bình thường như trên hình các bạn thấy á, và nó sẽ không có tái phát hoặc là các cái dấu hiệu bất thường nào khác ở dương vật của nó. Thì các bạn chú ý đối với cái dạng bệnh lý này á bạn, những cái dạng bệnh mà mắc phải á, thì thường là cái kết quả của cái việc chấn thương dương vật do tình trạng cương cứng, nó sẽ gây tổn thương các cái dây thần kinh dương vật. Thì nếu như mà cái dây thần kinh dương vật nó đã bị tổn thương rồi á, thì nó sẽ tê liệt luôn cái cơ co rút của dương vật. Các bạn lưu ý nhé, nó tê liệt luôn. Lúc đầu thì cái mô dương vật nó lộ ra, chúng ta nhìn có vẻ như là rất bình thường, nó không gây đau đớn, ít cái can thiệp điều chỉnh. Tuy nhiên á, sau thời gian á, thì cái dương vật cương cứng nó bị chấn thương, nó sẽ gây viêm nhiễm, dẫn đến tình trạng phù nề, giống như những cái con trên hình các bạn thấy á, phù nề lớn, và nó suy giảm luôn cái độ lưu thông của máu khu vực đó. Các bạn lưu ý nhé. Và nếu như mà nó bị bẩn, thì trong quá trình mà nó nằm á, hoặc là quá trình nó liếm liên tục á, nó làm cái khu vực dương vật đó nó bị dơ bẩn đi, thì cái tình trạng này sẽ trầm trọng hơn rất là nhiều. Và trong những cái trường hợp mà bệnh lý các bạn không xử lý kịp thời á, thì nó sẽ gặp cái tình trạng bị hoại tử, bị nhiễm trùng, hoặc là bị dính chặt vào cái màng nhầy của cái bao quy đầu á, làm cho cái dương vật bị tổn thương vĩnh viễn luôn, và con vật nó sẽ gặp cái tình trạng là tử vong. Các bạn lưu ý nhé, trong trường hợp này con vật nó sẽ tử vong. Do đó cái vấn đề xử lý ở đây á, là chúng ta phải xử lý càng sớm càng tốt để chúng ta cứu con vật và khôi phục cái khả năng sinh sản của nó. Nếu như các bạn để trễ quá thì thật sự ra là chúng ta không có xử lý được cái trường hợp này. Các bạn lưu ý nhé. Và đối với những cái con bò đực mà còn quá nhỏ đó, thì chúng ta nên quản lý nó, không nên để cho nó phối trực tiếp đâu các bạn. Bởi vì khi nó phối trực tiếp những con bò lớn đó, thì nó sẽ hoạt động quá mức và nó gặp cái tình trạng này đây. Và thông thường á bạn, là cái quyết định mà điều trị cái dạng này, có thể là điều trị bảo tồn hoặc là phẫu thuật chẳng hạn, thì cái này phụ thuộc phần lớn vào các cái dấu hiệu lâm sàng cũng như là cái thời gian tình trạng bệnh lý này. Thì nếu như mà phẫu thuật thì chú ý là chúng ta phải xử lý được cái phần dương vật bên ngoài trước, rồi sau đó chúng ta xử lý cái vật dùng bao quy đầu của nó, rồi chúng ta đưa dương vật vào và chúng ta dùng cái dạng đường máy túi á bạn, chúng ta cố định lại giữ cái dương vật nằm trong đó, rất là phổ biến. Tuy nhiên cái dạng này nó rất là dễ để xảy ra những cái biến chứng nhé các bạn. Thì trong những cái phần phân tích chuyên sâu phần sau đó, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cho các bạn về những cái cách mà chúng ta phẫu thuật cái dạng này đối với những cái dạng nguy hiểm, những dạng trầm trọng như thế nào. Các bạn ấn đăng ký kênh Dương 15 để chúng ta nhận bài học nhanh nhất nhé các bạn. Đây là cái phần bài học hôm nay mà tôi muốn hướng dẫn cho các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Dương Vlog để chúng ta nhận thêm cái bài học khác cách nhanh nhất, cũng như các bạn chia sẻ bài học này đến với mọi người để mọi người được gia tăng thêm kiến thức. Và các bạn hãy bình luận bên dưới để giúp Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại thì trung tâm đào tạo thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương đang có các khóa đào tạo về siêu âm, X quang, xương khớp, thuốc và phối hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, các quy trình chăn nuôi như phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua, thì chương trình là
chương trình chất lượng cao, một thầy hoặc là một cô sẽ kèm một học viên trong giờ học, cho nên là chắc chắn sau khóa học giúp cho các bạn vững tay nghề và tự tin trong quá trình mà các bạn chăn nuôi cũng như là công tác về thú y và thủy sản sau này. Thì các bạn nào mà muốn học tập như là muốn tìm hiểu thêm thông tin khóa học thì bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại là 0903 153 057. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty như là các trang trại quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi á, thì bạn cũng có thể liên hệ bác sĩ Dương nhé. Thì xin cảm ơn các bạn theo dõi học này và hẹn gặp lại các bạn ở các bài học lần sau. Xin chào.